Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sự tường thuật hay kể chuyện. Chúng ta có ý nghĩ gì về kể chuyện? Một câu chuyện hoặc tài khoản của sự kiện, kinh nghiệm hoặc tương tự, cho dù hay hư cấu, một cuốn sách, tác phẩm văn học v.v. có chứa một câu chuyện như vậy. Nghệ thuật, kỹ thuật hoặc quá trình kể chuyện hoặc kể một câu chuyện. Tường thuật được sử dụng như thế nào? Tường thuật là một phong cách viết hấp dẫn. Nó ngay lập tức mời khán giả của bạn vào thế giới của bạn và cung cấp cho họ cơ hội tham gia vào câu chuyện bạn đang kể. Một người đọc có thể dễ dàng bị cuốn vào một câu chuyện. Đó cũng là một phong cách mời thảo luận và tham gia. Tường thuật và ví dụ là gì? Tường thuật là viết và kể một câu chuyện. Người kể chuyện cũng có nhân vật và bối cảnh, cũng như người kể chuyện hoặc người từ quan điểm của câu chuyện được kể. Ví dụ về câu chuyện kể, khi bạn của bạn kể một câu chuyện về việc nhìn thấy một con nai trên đường đến trường, anh ấy hoặc cô ấy đang sử dụng các đặc điểm của một câu chuyện. Làm thế nào để bạn biết nếu nó là một câu chuyện? Đó là cách bạn nói với nó. Tường thuật là sự lựa chọn trong đó các sự kiện liên quan và theo thứ tự liên quan đến cùng. Vì vậy, nó là một đại diện hoặc biểu hiện cụ thể của câu chuyện, chứ không phải là chính câu chuyện. Cách dễ dàng để nhớ sự khác biệt giữa câu chuyện và tường thuật là chia sẻ lại thứ tự của các sự kiện. Những câu chuyện kể có phải là sự thật không? Thông thường, văn bản tự sự được phân loại là tiểu thuyết dựa trên các sự kiện hoặc câu chuyện tương tự không thực sự xảy ra. Tuy nhiên, trên thực tế, một số tác phẩm phi hư cấu có thể kể một câu chuyện, trong đó sẽ phân loại nó thành văn bản tự sự. Trong trường hợp không hư cấu, câu chuyện phải là một sự thật câu chuyện với người thật và sự kiện. Làm thế nào để bạn mô tả một câu chuyện? Tường thuật là một báo cáo về các sự kiện liên quan được trình bày cho người nghe hoặc người đọc bằng các từ được sắp xếp theo một trình tự hợp lý. Một câu chuyện được lấy như một từ đồng nghĩa của tự sự. Một câu chuyện hoặc câu chuyện được kể bởi một người kể chuyện có thể là một phần trực tiếp của trải nghiệm đó, và anh ta hoặc cô ta thường chia sẻ kinh nghiệm như một người kể trận ở ngôi thứ nhất. Điều gì làm cho một câu chuyện hay? Tường thuật giải trí và lôi cuốn người đọc vào một trải nghiệm tưởng tượng. Các văn bản tự sự là cài đặt sự kiện dẫn đến một vấn đề và giải pháp. Các tính năng chính của văn bản tự sự là nhân vật được xác định, ngôn ngữ mô tả thì quá khứ. Tại sao một câu chuyện quan trọng? Tường thuật được sử dụng để giáo dục và giải trí trẻ nhỏ như người lớn. Trẻ em ở độ tuổi nhỏ trải qua nhiều câu chuyện, và câu chuyện trong những năm đầu ở trường mẫu giáo và tiểu học. Tường thuật được sử dụng như là một dạng bài học quan trọng. Đọc câu chuyện kể có thể là một thời gian trong quá khứ được sử dụng để giúp thư giãn tâm trí. Tường thuật hiệu quả là gì? Tường thuật là một phương tiện hiệu quả. Nó cho phép bạn truyền đạt sự kiện và duy trì khoảng cách tâm lý giữa sự kiện và người đọc. Khi người viết muốn chuyển đổi suôn sẻ, di chuyển các nhân vật, người đọc từ lúc này sang nơi khác, nhà văn cũng đưa người đọc từ cài đặt này sang cài đặt khác. Chức năng của một bài tường thuật là gì? Các chức năng chính tường thuật là để tạo ra trải nghiệm cuộc sống hiện tại và giải thích cuộc sống trong một thời gian và không gian cụ thể. Nó kể chuyện mang lại trải nghiệm và diễn giải thành trò chơi và một lĩnh vực hành động cụ thể và đây và bây giờ. Làm thế nào để bạn bắt đầu một câu chuyện? Tìm hiểu những gì bắt đầu làm cho đối tác của bạn quan tâm nhất để đọc chuyện của bạn. Thứ nhất, bắt đầu bằng hành động hoặc đối thoại. Thứ hai, đặt một câu hỏi trước bộ câu hỏi. Số 3, mô tả các thiết lập để người đọc có thể tưởng tượng nó. Thứ 4, cung cấp thông tin cơ bản sẽ thu hút độc giả. Thứ 5, giới thiệu bản thân với độc giả một cách ngạc nhiên.
tường thuật kinh thánh là gì? Ở đây những người khác giải pháp cho những gì một người mắc phải là những khó khăn về thể chất khi đưa ra câu chuyện bằng miệng hoàn hảo với tầm nhìn của lịch sử thông qua câu chuyện. Đối với tường thuật kinh thánh, từ đầu sáng thế ký đến cuối biên niên sử là một câu chuyện về cách mà từ thần thánh và theo những cách mơ hồ hơn. Làm thế nào để bạn bắt đầu một câu chuyện ngắn? Thật đáng để thành thời gian để nghĩ những cách hay để bắt đầu câu chuyện của bạn. Vì vậy hãy làm theo những lời khuyên của chúng tôi về cách viết phân đầu của bạn. Thứ nhất, làm dấy lên sự quan tâm của độc giả. Thứ hai, đặt một nhân vật trong một thiết lập. Thứ ba, giới thiệu một nhân vật chính. Thứ bốn, bắt đầu bằng hành động. Thứ năm, đưa họ vào. Thứ sáu, làm sáng tỏ. Thứ bảy, có một giọng nói đặc biệt. Số 8, làm cho nó năng động. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.